Vâng, lời nói đầu tiên thì em xin chào toàn thể các quý khách hàng đang xem và theo dõi kênh của cửa hàng chúng em. Địa chỉ của cửa hàng chúng em nha, thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại mà cửa hàng chúng em đang sử dụng anh em nhé là 0354392929. Và hiện tại số đó thì cửa hàng chúng em thì có kết nối và sử dụng Zalo luôn. Và anh em nào mà đang xem video cảm thấy ưng ý con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng anh em nhé. Hoặc anh em có thể kết bạn Zalo để đặt hàng của cửa hàng chúng em cũng được. Vâng, hôm nay thì cửa hàng chúng em lên sóng cho anh em tổng cộng là gồm có là 12 con. Thoải mái hàng hệ máy cưa cho anh em có sự lựa chọn anh em nhé. Và cửa hàng chúng em ấy, thì anh em đặt hàng của cửa hàng chúng em này, cam kết cho anh em là không cần cọc trước anh em nhé. Hàng tới anh em kiểm tra hàng, test nổ rồi anh em mới thanh toán. Không cần phải cọc trước bất kỳ một đồng nào cả. Và giá của cửa hàng chúng em báo hiện tại trên video này nhá, là bao cho anh em miễn phí ship toàn quốc luôn. Đó, và hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ U anh em nhé. Từ U1 này cho tới U12, tổng cộng cùng có 12 con trong lô ngày hôm nay. Hàng bên trên này là những sản phẩm mà nhỏ nhẹ, xinh xinh để cho anh em về sử dụng gia đình. Đó là hàng bãi Nhật anh em nha. Anh em nào nói là hàng Trung Quốc là chết bà em luôn á. Đó là hàng ở bên trên. Còn hàng ở bên dưới này là những sản phẩm cao cấp hơn, hệ máy nòng đứng và những sản phẩm có một cây Estin này, siêu vít chất lượng luôn anh em nhé. Đó là những sản phẩm mà hàng cao cấp chất lượng để cho anh em nào mà kinh phí có thể dư giả một tí xíu, nó tầm khoảng trên dưới 3 triệu gì đó. Còn hàng bên trên là giá rẻ hơn, chỉ trên dưới 2 triệu thôi. Đó, anh em nào mà đã ưng cho mình rồi thì hãy cứ tua đi tua lại để xem những con máy mà mình ưng ý anh em nha. Đầu tiên là một con máy cưa hệ U1. Con này là dòng máy cưa hàng mới anh em nhá. Hôm nay là chèn vào trong lô duy nhất ngày hôm nay này có một cây hàng máy mới, còn lại tất cả những con còn lại là hàng máy bã anh em nha. U1 là một con máy mới, hàng giá chỉ 1.650.000. Con này thì về để cho anh em nào mà nhu cầu và sử dụng ít này, cũng như là anh em về các gia đình thôi ạ, mà kinh phí hạn hẹp một tí xíu, chỉ 1.650.000 thì con này để cho anh em về sử dụng gia đình, miễn phí ship cho anh em luôn. Hôm nay là 1.600.000 tích hợp chụp giật trợ lực này, lam dài mặt cắt 50 phân, xích mới lam mới luôn, máy là hàng máy mới luôn anh em nha, máy đập thùng trong thùng đổ ra đấy ạ. Đó, hai ốc chân lam vẫn trực tiếp ở khóa 13. Con này chỉ 1.650.000. Anh em nào kết con này thì có báo cho em là con U1 anh em nhé. Rồi, và qua con U2 này, đây là những sản phẩm hàng máy bãi này, từ đây từ U2 cho tới U12 là hàng máy bãi anh em nhá. U2 là một con máy cưa hệ Estin 10S200, dòng này là dòng của Đức anh em nhé. Công suất là 36cc, nòng là 40 ly. Đó, giá 3.500.000 cho anh em, làm dài mặt cắt 35 phân, xích sử dụng là xài xích 91, xích cùng chung với sản phẩm của máy cưa điện anh em nhé. Vâng, và qua con U3 là một con máy cưa hàng hiệu Sindaiwa. Con này là theo máy là lam Latin luôn này, lam đúc, lam thép, lam Latin. Xích sử dụng xích mini, lam dài mặt cắt 40cm, công suất lên đến 38cc, nòng 41 ly anh em nhé. Giá 3.000.000. Đó, con này là để cho anh em về khai thác tầm trung cũng như là sử dụng gia đình thì quá bền luôn rồi. Hết sử dụng lốc này, lốc hợp kim nhôm. Đấy, chịu nhiệt rất là tốt, thương hiệu Sindaiwa anh em nhé. Lốc hợp kim nhôm đây ạ, để cho anh em về chuyên khai thác tầm trung. Hai ốc chân lam nhá, con này hai ốc chân lam luôn. Tiếp đến là một con máy cưa mang thương hiệu Komatsu Genowatt. Con này thì nói chung là hầu như video nào thì em cũng đều nói qua rồi. Máy cực kỳ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, đầy đủ chức năng cho anh em, từ thắng xích, khóa xích này, chụp giật trợ lực này, e gió tự động này, núm bơm xăng phụ này, nhún hệ thống giảm nhún treo lò xo, cực kỳ nhẹ nhàng cho anh em luôn. Giá 2.650.000. Con này thì công suất của nó là 34cc, về cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại anh em nhé. Làm con này dài mặt cắt là 30 phân, à 35 phân chứ, xích sử dụng là xài xích mini anh em nhé. Giá 2.650.000. Đó, rồi kế đến lại là một con máy cưa thương hiệu Sindaiwa, máy móc đẹp như mới luôn, phải trên 90% anh em nhé. Con này thì giá 2.600.000, công suất của nó là 34cc, nòng của nó là 40 ly, 40 ly anh em nha. Đó. Lốc của nó là lốc hợp kim nhôm luôn, làm tuy hơi ngắn, mặt cắt là được 30 phân, xích sử dụng nó là xài xích chung 91 anh em nha. 2.600.000 đến từ thương hiệu Sindaiwa. Vâng, và tiếp tục con U6 là một con máy cưa đến từ thương hiệu Echo Curit chứ. V3400, công suất 34cc,
tích hợp cho anh em là một cây lam thép Latin luôn. Đó, có chất lượng không ạ? Và con này hệ là hệ có xả áp cho anh em nhá, có xả áp ở đây. Đó, để cho anh em giúp giật nổ máy móc mới được nhẹ nhàng, cũng như là có hai ốc chân lam cực kỳ chắc chắn cho anh em. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ luôn. Công suất 34cc về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Nó là hai con này thì công suất bằng nhau này. Và đây là qua những mẫu máy cưa để cho anh em về sử dụng gia đình nhá. Mẫu máy cưa sử dụng gia đình nhỏ nhỏ đây. Một con máy cưa đầu tiên U7 Tananka. Con này là 2 triệu đồng cho anh em. Công suất 33cc về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Con này còn đúng bơm xăng phụ cho anh em này. Lam dài mặt cắt là được 35 phân. Đó, cái sợi xích này thằng lính nhà em nó ráp nó lại bình ngược. Không sao cả anh em nhá, có thể đổi chiều được. Và kế tiếp con U8 là một con máy cưa đến từ thương hiệu Maruyama MC300. Con này công suất 30cc, máy móc cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu anh em nha. Đó, lam dài mặt cắt là được 30cm. Xích là xài xích mini cho anh em về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Một con máy cưa đến từ thương hiệu Maruyama tiếp. Con này thì máy móc cực kỳ đẹp và cực kỳ chiến nữa rồi. Đấy, giá 2 triệu đồng anh em nhá, công suất là 30cc cho anh em. Con này điều đặc biệt là hai ốc chân lam luôn anh em nhá. Đây, hai ốc chân lam này. Lam dài mặt cắt 35 phân, xích sử dụng nó là xài xích mini, đặc trưng của hàng bãi Nhật luôn rồi. Và con U10 là một con máy cưa đến thương hiệu Shingu. Hai con này thì máy móc cực kỳ giống nhau luôn anh em, công suất cũng bằng nhau luôn. Đó, nó chỉ là khác nhà phân phối thôi. Một là Maruyama và một con này là nhà Shingu sản xuất. Máy móc thì cực kỳ nó giống hệt nhau luôn, linh kiện ráp qua nhau được. Đó, nhưng con này thì giá 1.9 triệu này, bởi vì lam con này thì nó ngắn hơn một tí xíu, lam dài mặt cắt được 30cm. Về có đều công suất bằng nhau, máy móc giống hệt nhau. Đó, khác nhà phân phối thôi. Vẫn 30cc. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Vâng, và qua con U11, một con máy cưa Echo Curit 3300. Đó. Anh em mà hay rất hay hỏi đây. Hai ốc chân lam anh em nhá. Và con này thì theo máy là một cây lam Latin luôn, lam thép Latin, xích sử dụng dài xích mini. Và con núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, con này 2.200.000. Công suất lên đến 34cc, 33 phẩy mấy cc đấy ạ. Làm tròn là 34cc, máy móc thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Và cuối cùng là lên sóng cho anh em một con máy cưa hệ Tây Cụt. Con này thì để cho anh em về này cắt công trình công trường, hoặc là trèo cao, leo thang, hoặc là cắt những cành cây ở trên cao anh em nhá. Mà cần một chiếc máy mà có thể sử dụng cầm một tay được, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Hoặc là anh em nào mà muốn mà một chiếc máy cưa nhỏ gọn để cho anh em về sử dụng gia đình thì con này thì cũng được luôn anh em nha. Đó, chụp giật trợ lực này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Lam dài mặt cắt là được 35cm, 30-35 ấy, tí nữa em sẽ đo sau nhá. Và có dây xích là xài xích mini. Đó, hệ tay cụt. Vâng, và rồi thì em sẽ giới thiệu sơ sơ qua tổng cộng lô ngày hôm nay là gồm có những con nào rồi. Thì bây giờ thì em sẽ đặt máy quay xuống để giật test nổ từng con một, để cho anh em nghe tiếng động cơ của con nào ưng ý để anh em đặt hàng cho nó dễ anh em nha. Dạ vâng, cây U1 đầu tiên anh em nhé, là một con máy như đầu video em đã nói rồi, là cây này là hệ máy mới cho anh em nha. Để cho anh em nào mà nhu cầu về sử dụng ít hoặc là sử dụng gia đình, cần một chiếc máy cưa mà giá sinh viên một tí xíu để cho anh em về sử dụng, nói chung là cắt ít đấy ạ. Đó, thì chỉ 1.650.000 thôi, miễn phí ship cho anh em nữa, thì quá cực kỳ rẻ luôn rồi. Lam xích của nó là dài mặt cắt 50 phân, công suất lên đến 52cc, nòng của nó là 45 ly anh em nhé. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Đó, máy móc thì quá là VIP và chất lượng rồi, hàm rồng đầy đủ, lốc là hợp kim nhôm luôn anh em nha. Đó, hệ là hệ máy mới để cho anh em về sử dụng ít đấy ạ. Máy này thì cửa hàng chúng em đã bán rất là nhiều trên thị trường rồi, và khách sử dụng và phản hồi cảm thấy ok, nên là em nhập về để bán cho những nhu cầu nào anh em mà cần một chiếc máy cưa mà giá rẻ một tí xíu nhưng mà sử dụng cảm thấy ổn định và được. Đấy, thì có cái mẫu này để cho anh em tham khảo qua. Lam dài mặt cắt 50 phân anh em nhé, và tổng thể cây lam là dài 55cm. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe qua luôn.
quá rất dễ dàng dậy nổ cũng như là máy móc thì cảm thấy là bốc máy anh em nhá. Rồi đến tiếp đến là một con máy cưa U2, con này là dòng ST anh em nhá, mới S200, sản xuất của nó là năm 2002, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ đây đó, lam dài mặt cắt 35 cm, xích xài xích chung 91, lam xích vẫn là nguyên zin nguyên bản hết anh em nhá. Và hệ thống này lốc là lốc hợp kim nhôm, vòng công suất thì cực kỳ khỏe rồi, 35cc à quên 36cc, nòng của nó là 40mm để cho anh em về sử dụng gia đình cũng như là sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Đó, hệ Estin rất là hiện tại trên thị trường bây giờ rất là hiếm hàng luôn. Đấy, và hôm nay này có một cây duy nhất để lên sóng và giới thiệu cho anh em. Anh em là nhu cầu cần hệ Estin này thì báo cho em là con U2 anh em nhá. Vòng tua máy thì cực kỳ bốc máy luôn, cực kỳ khỏe, và cam kết cho anh em nguyên zin nguyên bản từ A tới Z luôn. Anh em không phải lăn tan nha. Nếu mà có một chi tiết nào mà đã thay thế sửa chữa, cửa hàng chúng em xin phép là đền 10 lần tiền cho anh em luôn. Phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này, bên trên là đổ nhớt để bôi trơn lam xích đó. Và hàng của bên em anh em đặt ấy, thì đâu có cần cọc trước đâu, nên là anh em xem cứ đúng video máy móc như thế nào em nói chuẩn trên video, anh em nhận hàng kiểm tra hàng đúng như lời em nói thì các bác nhận, còn nếu mà sai như lời em nói thì các bác cứ việc hoàn về cho em đó, các bác không cần mất thêm chi phí gì cả. Đó, đúng không ạ? Máy móc này, tiếng phần giật của nó nhá, cực kỳ chắc chắn luôn anh em. Nòng của nó thì siêu chắc chắn, bít tông thì sọc ngang luôn. Anh em tin tưởng vào đặt hàng của bên em anh em nhá. Rồi, còn anh em nào mà thích một chiếc máy mà về cho anh em về khai thác tầm trung cũng là sử dụng gia đình đây, thương hiệu đến từ Shindaiwa. Đó, Shindaiwa thì nó sao? Nó thiên về máy móc khỏe, lực đó, và nó không ngoại trừ là bền nữa anh em nhé. Lam này dài mặt cắt là 40 phân, xích là xài xích mini, đầu là đầu lam, là đầu lam Latin luôn anh em nha, nó không phải lam bánh xe đâu ạ. Tổng thể cây lam là dài 45 cm, phần mặt cắt nhô ra để cho anh em cắt là còn 40 cm, và hệ thống lốc này, lốc là lốc hợp kim nhôm luôn anh em nhé. Phần mặt lốc này khá là đẹp luôn, anh em nhìn phần mặt lốc này đó. Và những cái dòng máy ạ mà nó sử dụng là lốc hợp kim nhôm như thế này thì nó chịu nhiệt tốt này, cũng như là độ bền của nó thì rất là cao luôn anh em nhé. Đó, để cho anh em về sử dụng ấy, thì cái hợp kim nhôm này nó có tác dụng là giúp cho anh em khi mà cây máy anh em sử dụng mà một thời gian dài thì phần máy nó sẽ bị nóng lên, thì cái phần lốc hợp kim nhôm này thì nó sẽ chịu nhiệt được tốt hơn là những dòng máy là lốc hợp kim nhựa anh em nhá. Và hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, quá là chắc chắn rồi. Nòng của nó lên đến 41 ly, công suất là 38cc anh em nhá, về cho anh em sử dụng khai thác tầm trung vẫn là ok luôn đấy ạ. Rồi em sẽ test nổ cho anh em nghe tiếng máy này. Cam kết cho anh em là nguyên zin nguyên bản, anh em không phải lăn tăn. Rồi đến là một con máy cưa mà Komatsu G3002, đến thương hiệu Komatsu anh em nhá. Chiếc máy này thì nói chung là video nào thì em cũng nói rồi, thương hiệu Komatsu Genawak, độ bền này, tiết kiệm nhiên liệu này, là nó thiên về chủ yếu là như thế. Và hệ này thì đầy đủ chức năng cho anh em này, chụp giật trợ lực này, e gió tự động này, đây, kéo ra, bóp ga tự nảy về, núm bấm sao phụ cho anh em,
đó, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ. Hệ thống bô là bô giảm âm anh em nhé. Và hệ thống nhún này, nhún treo, hệ nhún treo lò xo. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn. Nhún treo lò xo này, đôi khi anh em về sử dụng hỏng cái máy, cái bộ nhún của nó chưa chắc đã hỏng được. Đấy, em nói chung là em sửa chữa cũng như là bán thì rất là nhiều, chưa có khách hàng nào mà nó bị hỏng cái bộ nhún lò xo này hết cả. Và lam con này dài mặt cắt là được bao nhiêu đây, em sẽ đo cho anh em. Phần mặt cắt, tổng thể mặt cắt là 34 cm anh em nhá. Đó, và xích sử dụng đó là xài xích mini. Rồi em sẽ giật test nổ cho anh em. Con này thì công suất của nó lên đến 34cc, nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại anh em nhá. Anh em thấy tiếng bô của nó nổ rất là êm luôn. Và cái này này, em nói qua cho anh em sơ sơ qua nhá. Phần bên dưới cái nắp trắng trắng này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích nha anh em nha. Và bên trên này là đổ để xăng pha nhớt. Anh em nào đặt con máy này thì lưu ý giúp cho em nhá, tại vì hai cái nắp này thì nó ở sát nhau, ở khi anh em bị lộn. Đó. Vâng, và tiếp tục là qua con U5, một con máy cưa đến từ Shindaiwa tiếp, hiệu tem hai con rồng anh em nhá. Shindaiwa hai con rồng. Và con này thì giá nó là 2.600.000, máy móc thì đẹp trên 90% cho anh em luôn. Anh em nhìn qua tổng thể cái máy này, anh em nhìn xem có nhức nách không ạ? Xích sử dụng đó là xài xúc chinh trùng mốt, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện và lam dài mặt cắt là được 30cm anh em nhá. Đó, nòng 38 ly. À, nòng 40 ly chứ, 40 ly cho anh em về sử dụng. Và con này hệ thống lốc nó là lốc hợp kim nhôm này. Đó, thương hiệu Shindaiwa thì nó đa số là những cái dòng máy của nó thì nó sẽ đều là hợp lốc là hợp kim nhôm để cho anh em về sử dụng có thể bền bỉ. Cũng như là vòng tua máy thì nó, bởi vì thương hiệu Shindaiwa ấy thì nó thiên về máy vòng tua nó sẽ cao. Mà vòng tua cao ấy thì bắt buộc là nó phải sử dụng là lốc hợp kim nhôm thì nó mới chịu nhiệt được tốt. Đó, nên là nó phải thiết kế như thế. Bình xăng của nó này cũng là bình xăng hợp kim luôn anh em nha, hợp kim nhôm luôn, không phải là nhựa đâu anh em nhá. Bao siêu trường siêu trọng cho anh em luôn, anh em về sử dụng thì con này không bền thì chẳng con nào bền được nữa luôn anh em ạ. À, và em sẽ giật test nổ cho anh em nghe nhá. Rồi anh em có ưng con này thì hãy báo cho em là con U5 anh em nhé. Giá của nó là 2.600.000. Vâng, qua con U6 là một con máy cưa đến từ hiệu Echo Curit V3400. Cũng một thời gian rồi thì cửa hàng chúng em không còn cái hệ này, thì hôm nay thì em xin mới về được một con anh em nhá. Đến hiệu Echo Curit có xả áp cho anh em để giúp anh vận hành cũng như giật nổ cái máy có thể dễ dàng. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này dài mặt cắt là được 36 phân mặt cắt anh em nhá. Và lam của nó là lam thép, hệ lam đúc Latin. Đó, anh em về sử dụng. Đến nữa mà anh em sử dụng nhá, em có một cái mẹo cho anh em. Khi mà anh em sử dụng cây lam này hỏng thì anh em cầm đi rèn dao, rèn vật dụng gia đình thì vẫn rèn được luôn. Đó, một công đôi việc. Và thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ anh em này. Đó. Giá 2.900.000 cho anh em về sử dụng. V3400 công suất 34cc. Đây, em quên mất không đổ hết sạch xăng luôn anh em, không còn một tí giọt xăng nào.
Anh em nào mà ưng con này thì kết bạn Zalo, em sẽ gửi video test nổ lại cho anh em. Máy móc thì em đã dọn nổ ngon lành hết rồi, nhưng mà vừa nãy lên sóng video thì quên mất không đổ xăng, không còn một giọt xăng nào để đổ thêm được nữa. Qua con U7 đây, một chiếc máy cưa. Bây giờ là qua những hệ máy cưa mà nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình nhé, những dòng máy cưa tay dài giá khoảng trên dưới 2 triệu thôi. Một con máy cưa đến từ hiệu Tanaka, công suất 33cc, giá của nó là 2 triệu đồng, lòng 38 ly cho anh em nhé. Đó, máy móc thì khá là đẹp luôn rồi. Hình máy thì nó được màu xám và màu đỏ. Máy móc thì nhìn trông rất là đời mới và hiện đại luôn. Có đúng con sao phụ đầy đủ cho anh em, làm dài mặt cắt 35 phân. Xích sử dụng đó là xài xích mini anh em nhé. Và một con máy cưa đến từ U8 giá 1.900.000, có núm bơm sau phụ đầy đủ, công suất 30cc, đến từ hiệu Maruyama. Và con này thì nó đúng ra nhá, đúng ra là đến từ thương hiệu Komatsu Genowatt đó, nhưng mà nó sang nhượng lại và nó thương hiệu Maruyama nó mua lại máy và nó dán tem Maruyama để nó bán thôi, chứ còn sản xuất là đúng ra là của Komatsu Genowatt anh em nha. Đó. Và con này thì máy móc thì cực kỳ bền nữa thôi. Đấy, từ hiệu Komatsu Genowatt thì nó thiên về bền và tiết kiệm nhiên liệu như đầu video cũng đã nói. Giá 1.900.000. Lam dài mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini cho anh em. Sợi xích này thì nó cũng khá là cùn rồi, thì anh em nếu mà anh em đặt con U8 này thì em sẽ lên cho anh em một sợi xích hàng đẹp luôn anh em nhé, lên cho anh em thêm cho anh em để cho anh em về sử dụng, đổi cho anh em qua sợi xích khác đó. Và đúng hơn xong phụ đầy đủ này, giá 1.900.000, xích khá là cùn. Đây là anh em đặt con U8 thì em sẽ lên cho anh em một sợi xích mới để cho anh em về sử dụng, vẫn là giá như thế này luôn, thoải mái chưa anh em. Con này là giá 1.900.000 nha, máy móc thì cực kỳ đẹp luôn này. Anh em nhìn phần bình quên phần bô của nó này, anh em nhìn chưa hề có vết han gì hay làm sao cả nhá. Ốc này, ốc thì còn vàng ươm luôn. Đó, giá 1.900.000, lên cho anh em luôn một sợi xích mới miễn phí. Rồi qua con U9 là một con máy cưa đến hiệu Maruyama tiếp. Con này là MC30A, công suất của nó là 30cc, lòng 38 ly anh em nhé. Và lam con này dài mặt cắt là được bao nhiêu đây, em sẽ đo cho anh em. Dạ, gần như là 35 phân, 34 phân anh em nhé. Và hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Đó, máy móc thì tình trạng khá là đẹp. À, vâng, lại tiếp tục đến là con U10, một con máy cưa đến từ Shingu, công suất 30cc luôn. Và con này thì cả chúng em đang bán với giá là 1.900.000, lam dài mặt cắt là được 30cm,
Xích sử dụng con là xài xích mini anh em nhá. Anh em nào mà ưng con này thì có thể báo cho em là con U10, vẫn là hai ốc chân lam, vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Máy móc thì bao cam kết cho anh em là chuẩn zin từ A tới Á luôn rồi. Vâng, và qua con U11 là một con máy cưa Echocorit 3300, bán cực kỳ chạy và rất là nhiều các quý khách hàng hay hỏi đây. Núm bơm song phụ đầy đủ cho anh em này. Lam dài mặt cắt là được như là 35 cm. Vâng, 37 cm luôn. Và lam của nó là hệ lam Latin luôn anh em nhé. Lam thép, lam đúc, lam Latin luôn. Và xích sử dụng nó là xích mini cho anh em về sử dụng. Đó, 33cc, hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 này. Đó, giá 2.200.000. Siêu VIP Pro luôn rồi. Máy nổ như nghe như score luôn. Dạ rồi, cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa hệ tay cụt nho nhỏ xinh xinh để cho anh em về sử dụng gia đình. Anh em nào cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn thì có thể xài con này được. Hoặc là anh em nào mà xài công trình công trường để cắt những cái cành cây ở trên cao, cần một chiếc máy cưa cầm được một tay thì con này thì đáp ứng được cho anh em nha. Công suất là đến từ thương hiệu Tananka, hàng Nhật nội địa, và con này có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Giá 2 triệu đồng, máy móc thì cực kỳ nhỏ gọn luôn. Anh em nhìn qua, đó, tổng thể này. Đầy đủ option luôn anh em nhé. Và con núm bơm song phụ đầy đủ cho anh em. Lam dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt. Xích sử dụng nó là xài xích mini, sợi xích khá là dày dặn và to bản luôn. Chủ ra trợ lực thì giật rất là nhẹ nhàng luôn anh em nhé. Anh em nào mà ưng con này thì báo cho em là con U12. Vâng, và vừa rồi thì cả chúng em đã giật test nổ tổng cộng gồm là 12 con máy cưa. Anh em nào mà ưng con nào thì hãy báo cho em cửa hàng chúng em để lại cửa hàng chúng em đóng hàng và gửi đi tới tận nhà cho anh em luôn anh em nha. Cửa hàng chúng em thì có ship toàn quốc luôn. Đây là anh em đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm. Vâng, và video thì cũng khá là dài rồi. Cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Vâng, xin chào toàn thể anh em.